vất lá vào đầu tháng 11 âm lịch thì sẽ kịp ra hoa vào dịp Tết. Thì hôm nay Chiên lại bắt đầu làm cái công việc đó. Thì đó, cây đào của nhà Chiên nó rất là nhiều lá và rất là tốt. Thì đây Chiên đang tiến hành là tút lá đây. Thì không biết là tút cái cách này nó có đúng là đúng cách của nó không. Thế nhưng mà thôi Chiên không biết thì Chiên cứ làm như vậy đi. Đó. Cây đào rất là tốt, rất là nhiều lá. Nhưng rồi đó có mùa xuân gặp nhau giữa công trường.
Niềm vui dâng lên ngập lối, mang hơi thở mới.